mà theo em nghĩ thiết kế cực kỳ bắt mắt, đẹp quá chèn đẹp luôn. Một cái màu bạc cực kỳ đẹp sang trọng, trong khi đó thiết kế những cái củ loa làm nhìn cho cái người nhìn có cảm giác rất độc đáo, rất là đặc biệt, không thể lẫn lộn vào những cặp loa khác được. Model là Pioneer B840, công suất của loa là 220W trên một cặp loa, trở kháng 8 ohm. Pioneer mà trở kháng 8 ohm cực kỳ ghép âm ly dễ dàng luôn, dễ ghép vô cùng. Các anh để chút xíu nha, mình sẽ qua đoạn quảng cáo. Với thiết kế độc đáo, loa bass 16cm, 2 kép 1 bit cho tiếng chép cực kỳ len ke. Nhưng mà cái cặp loa Pioneer là bass cực kỳ sâu nha, bass nặng và sâu dữ lắm. Các anh đeo phone vào mình nghe kỹ cái clip test, các anh sẽ thấy bass cực kỳ nặng và sâu, 2 chép thì nó tạo len ke vô cùng. Đây là một cặp loa em nghĩ các anh nên sở hữu, vì trưng bày thôi cũng đủ mê rồi. Nói chuyện tới chất âm, Pioneer thì thương hiệu đã quá quen thuộc với các anh yêu thích hàng âm thanh nội địa Nhật rồi, đúng không? Chiều cao của loa từ dưới lên là 38cm, chiều ngang của cả cặp loa là 40cm và hậu sâu là 26cm. Em sẽ quay mặt sau cho mình tham khảo. Pioneer B840 110W một thùng, tức là 220W một cặp. Trở kháng của loa là 8 ohm. Đây là tổng thể mặt sau của cả cặp loa. Loa xây chung nên mình sử dụng tốt trong phòng 30-35m2. Ghép với âm ly thì dễ ghép lắm. Em đang ghép với âm ly xe đại 100W, thì mình có thể ghép với âm ly xe chung hoặc xe đại tầm 80W cho tới 120-130W thì ok. Thiết kế độc đáo quá đúng không? Một bass, hai kép, một bass, kiểu phối loa làm những cái củ loa. Tôi sẽ quay sâu lại cho cảm giác cực kỳ bắt mắt.